Hello các em, chị biết là có rất nhiều bạn nhỏ đam mê về các loài khủng long nên chị đã quyết định làm một series vẽ về các loài khủng long thời kỳ phân trắng. Và ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em cách vẽ một chú khủng long ba sừng như thế này nhé. Chúng được gọi là nhóm khủng long có sừng tiến hóa cao và kích thước tương tự như một con tê giác nên thường được gọi là giác long. Đầu tiên chị vẽ hai hình cong nối vào nhau giống hình một chiếc mỏ. Thêm một chiếc hình cong phía dưới. Nối lại và hoàn thành chiếc mỏ. Từ mỏ chị vẽ một đường cong và một chiếc sừng ở giữa đầu như thế này. Nối tiếp phần đầu, chị vẽ một đường uốn lượn ra phía sau. Còn ở phần dưới đầu, từ chỗ mỏ, chị vẽ một nét cong hất lên. Và chị dùng một đường zig zag để nối hai đầu với nhau. Tiếp theo, chị vẽ hai chiếc sừng nhỏ có kích thước bằng nhau ở gần mỏ của khủng long. Thêm một chiếc sừng tương tự phía sau chiếc sừng lớn. Phía dưới chiếc sừng to, chị sẽ vẽ hình tròn làm mắt của khủng long. Một dấu chấm làm mũi. Sau đó, chị vẽ một đường cong phía trên làm lưng. Tiếp tục kéo dài và uốn cong ra phía sau làm đuôi của khủng long. Ở thân dưới, chị vẽ một đường kẻ ngang, thêm một chiếc chân cắt ngang thân. Chị vẽ chân bằng hai số 7 song song. Thêm những chiếc móng chân. Tiếp tục kéo dài phần thân ra phía sau và chị cũng vẽ một chiếc chân sau tương tự. Chị vẽ hai đường cong gần hai chân vừa vẽ làm chân trước và chân sau còn lại của khủng long. Sau đó chị vẽ một đường cong song song kéo dài xuống đến đuôi với phần bụng của khủng long. Ở trên thân và lưng, chị vẽ những hình loang lổ để tạo hiệu ứng sân xui cho phần da của chú. Cuối cùng là một đám cỏ dưới chân để bức vẽ trông sinh động hơn. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nào.
Các em có biết không, dù có kích thước to nhất trong các loài khủng long tê giác, song khủng long ba sừng có diềm cổ không dài như những con khủng long thuộc cùng họ hàng. Một con khủng long ba sừng dài khoảng 9 mét và cao 3 mét. Cân nặng trung bình của một con trưởng thành có thể lên tới 12 tấn. Chúc các em có những bức vẽ khủng long ba sừng thật đẹp nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau nha. Bye bye!